Rộng về các bạn nhá. Phía trên móp mọp rồi. Úi giời ơi. Úi giời. Xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình nhá. Lại là mình Tiến đây. Rất vui được gặp lại các bạn ở trong video thả diều sáo của Tiến. Hôm nay anh em Tiến lại tiếp tục chiến gió bão ngày thứ 3 liên khúc. Hai ngày trước thì rông siêu kinh điển. Hôm nay thì không biết như thế nào các bạn ạ. Hôm nay gió rất là to. Chiều hôm nay thì có bão là rông 100%. Đấy, anh em Tiến đang ráp diều ở khu vực phía đằng sau này. Một xíu chiều nữa thì sẽ rất là đông diều. Hôm nay sẽ lại lên những quả siêu phẩm diều sáo cho các bạn coi nhé. Các bạn cùng theo dõi video của Tiến ngày hôm nay coi là những siêu phẩm nào sẽ trụ lại cuối cùng trong ngày các bạn nhé. Trên bầu trời hiện tại đang là 3 quả diều sáo. Tiến đang ở bên bãi thả diều sáo Long Hưng, thành phố Biên Hòa. Anh em Tiến đang ráp diều ở bên này. Đây là hai anh ở bên bãi Long Hưng. Bên kia là diều của anh Phúc. Hôm nay mới thấy anh Phúc ra trận này. Anh Phúc lùm rồi. Anh Phúc này thả quả mấy mét anh Phúc? 3m6. 3m6 cùng bộ hòa âm. Bộ hòa âm của anh Phúc này đây bao nhiêu anh Phúc ơi? D80. 3m6 cống bộ hòa âm D80 các bạn nhá. Cực khỏe đấy. 9 quả. Lên diều của anh Phúc các bạn nhá. Leo đầu. Buổi sáng này anh em Tiến sẽ chỉnh diều cho thật cân để buổi chiều chiến rồng các bạn ạ. Con đây bây giờ mới leo đầu. Leo đầu các bạn nhá. Leo đầu của anh Phúc đây. Chỉnh đối thật cân để chiều nay anh em Tiến chiến rồng. Diều của anh Phúc bay cao rồi các bạn ơi. Ăn gió trên rồi. Đây, anh bên Long Hưng đang chuẩn bị lên một quả diều nữa đây. Phối màu cực đẹp. Có bộ hòa âm luôn. Anh trai ơi, diều này mấy mét anh trai? 4m3 luôn. Dạ, 4m3. Cùng bộ hòa âm đây bao nhiêu anh? 70. Dạ. 4m3 hòa âm D70. To là các bạn ơi, anh ở đằng kia giữ một mình đã bị kéo một đoạn thôi. Đấy, càng đét đét. Đây là anh ơi.
Ở bên này là một quả diều sáo át cơ. Đấy, quả này hôm bữa cũng chiến rồng bị đứt dây này. Tìm được các bạn ơi. Át cơ. Bộ tứ quý tứ quý át. Không biết là hôm nay có đầy đủ không? Rất lỗi các bạn ạ. Diều trắng, sáo trắng. Combo tông sạch tông. Sáo và diều. Này tiến độ sáo luôn các bạn nhá. Đấy. Hai cây carbon vào đây. Cho nó đỡ gãy cọc các bạn ơi. Nó nói đổi chứ cái này để Tiến buộc vô để cho cái dàn sáo này nó nặng thêm đấy các bạn. Bởi vì cái dàn sáo này của Tiến có 8 nặng này. So với quả diều 3m9 của Tiến thì nó nhẹ quá. Tiến phải buộc thêm hai cây cây pip vô đây để cho nó nặng. Dàn này bây giờ là 1.2 kg trên diều 3m9. Để hôm nay chiều này tiếp tục chiến rông các bạn ơi. Vừa trước bộ xong bay khá là ok các bạn. Các trận rông siêu khủng hôm đầu tiên rồi. 5 trận rông một ngày. Thiên em thả con mấy mét Thiên? Hả? Em thả con mấy mét vậy? 2 mét rưỡi. À con này của anh Tiến đúng không? Chuẩn bị lên diều của Tiến. Bãi bên này rất rộng, tha hồ chạy. Gió dưới hơi bé đấy, Tiến sẽ bơm dài dây luôn. Hôm nay Tiến mượn dây 28 thả 39. Hôm qua bị đứt dây rồi. Hôm nay phải rút kinh nghiệm các bạn ạ. Đấy, lên cao rồi. Tiến hôm nay Tiến buộc ở tút dưới các bạn ơi. Ở phía trên anh em Tiến đã lên hết diều rồi. Nhanh thật. Ui. Bao nhiêu quả rồi nè. Anh em Tiến đã thả hết diều lên trời rồi các bạn ơi. Đấy. Tất cả anh em bên này với bên này đang thưởng thức những quả diều ở trên. Đang chờ rông về các bạn nhá. Ở trên là gió khét mù rồi. Mười quả. Miết miệt rồi. 2, 4, 6, 8, 10 quả. Xíu nữa rông về coi ở trên trời còn bao nhiêu quả các bạn nhá. Này gió này. Trời ơi. Bão tập 3. Xe sẵn sàng các bạn ạ. Quả nào mà tạch hoặc là đứt là bắt đầu phóng xe lên. Tập 3 là rút kinh nghiệm rồi các bạn ạ. Tí nữa mà rông là Tiến sẽ đi tút xuống dưới kia đứng ở cuối gió. Đấy, quả nào đứt phát là sẽ biết tung tích. Mấy hôm nay anh em Tiến đứt khá nhiều diều. Một số quả không tìm được các bạn ạ. Hello. Chào anh. Mỏi cánh luôn. Quá mỏi luôn rồi. Gió níp sáo luôn. Đấy, diều của Tiến buộc ở tút dưới này. Xa lắm, tút dưới luôn. Ngày thứ ba gió mút trễ. Hôm nay chưa thấy cơn rông các bạn ạ. Nhưng mà gió to lắm. Ở trên miết miệt luôn. Quá đã. Đều như vắt chanh các bạn ạ, gió đều như vắt chanh luôn. Níp hết rồi các bạn ơi. Níp hết rồi. Ba anh em Tiến chiến bão các bạn nhá. Tại bãi Long Hưng, thành phố Biên Hòa. Siêu khổ. Hôm nay là ngày thứ 3, 11 quả trên trời. Trời rất là cuồng.
để xem cuối ngày hôm nay thì xem còn bao nhiêu quả trên trời các bạn nhá. Ban độ sáng 10 triệu đi bắt đi. Ở trên cao có biến rồi các bạn ơi. Ở dưới này. Đấy. Trên cao căng đét rồi. Rông rồi. Trên cắn rông cực căng luôn các bạn ạ. Sáo của Tiến là không một tiếng kêu luôn. Nghe tiếng dây kêu thôi chứ sáo không nghe thấy gì. Đấy. Để tí nữa cơn rông đằng kia về thì cuối ngày để coi là còn bao nhiêu quả trên bầu trời các bạn ơi. Líp hết sáo luôn. Quả của Tiến đây. Bó tròn đây. Kết quả các bạn nhá. Phiêu quá, gió này phiêu quá. Quá phiêu luôn chứ không phải là phiêu. Phiêu tã hết 3 ngày. Tã hết vai. Quá đã. Hôm nay Tiến mượn dây của anh Tuệ 28 đến thả 39 à. Đã cứng đét đẹp luôn. Bó tròn luôn các bạn ơi. Diều bằng đuôi rồi. Đấy, phía đằng này cũng gió cực căng luôn. Trên mót mọp rồi. Úi giời ơi. Úi giời. Quay con phía sau diều, tất cả diều cho các bạn coi nhá. Đấy, quả của Tiến ở đằng này. Đấy. Quả tròn các bạn ạ. Không bị vê là được. Ở bên này là của anh em Tiến. Gió đây. Khét mù luôn. Quả nào mà cánh bó tròn là chịu được rông gió các bạn ạ. Đấy, gió về, úi dồi ôi, rông về rồi. Rông về rồi. Ngọn cây này rú hết rồi. Sáo bây giờ mất hết âm rồi. Rít rít hết các bạn ạ. Gió trên to thật. Ôi, đằng kia có một quả đứt dây rồi. Martin túc đằng xa kìa. Đây
Đấy rồi. Cứ dây à? Dây đúng rồi. À. Em đứng dưới đây căn sẵn rồi. Một quả đứt dây các bạn nhá. Bị cứa đứt dây mất một quả các bạn ạ. À, bay không có xa mấy. Thả thấp dây nên là bay gần. Có vài hạt mưa các bạn ơi. Gió rất là to ở trên. 11 quả thì vừa lấy đứt một quả. Nhưng đứng ở dưới này đã tìm được rồi. Còn một quả đằng kia thì gãy cánh các bạn ơi. Và diều xì bích bị gãy cánh rồi. Rơi đằng kia chắc mấy anh cũng đi lại kia lấy rồi. Gãy cánh thì dễ tìm. Đứt dây là phải đón cuối gió các bạn ạ. Cuối chiều. Hôm nay chưa thấy rông to. Mới chớm chớm vài trận thôi. Chớm chớm vài khúc thôi. Đấy, gió lúc nào cũng miết miệt luôn. Bây giờ còn 9 quả trên trời các bạn ơi. Đi chăn bò các bạn ơi. Chăn tới tối luôn các bạn nhá. Đấy, nguyên đàn bò luôn. Hôm nay là mớm mớm mấy trận rông. Không có mưa to, mưa nhỏ thôi các bạn ơi. Anh em tiến thả tới tận tối rồi. Bây giờ chuẩn bị kéo diều. Quá đẹp. Cô giáo. Kết thúc 3 ngày thả diều sáo đại chiến bão số 1 của anh em Tiến. 2 ngày là gió mút chỉ luôn các bạn ạ. Ngày thứ 3 là gió đẹp, đều và to. Bây giờ anh em Tiến lại di chuyển về. Và có lẽ là hẹn gặp lại các bạn ở những video thả diều sáo tiếp theo của anh em Tiến. Tiếp tục đón bão số 2. Và Tiến cũng tranh thủ lên siêu phẩm diều sáo 8m các bạn ơi. Dịp này gió rất là to rồi. Nếu các bạn thích video này hãy đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tiến nhé. Cũng như là bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi mà Tiến phát hành ở trên kênh YouTube này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video thả diều sáo tiếp theo.